bỏ tâm luôn. Yeah, và hôm nay thì bọn mình sẽ chơi Lucky Block cùng với lại 1, 2, 3 tên nút. Và mình là nút vua 4 tên. À, thanh niên không biết đếm ha ha. Stop, dừng lại, Dừng lại. Ok, và đây là nút vua Catero, Miner, YouTube. Còn đây là nút Jack Baby. Vậy nút vua. Vậy thằng đây là thằng 2. Chào mọi người đi. Chào mọi người. À, ngày trong gay quá, tập nó đây. Cái map này nó sẽ hoạt động có mod và nếu bọn nào mọi người tới đích trước là thắng và chúng ta cần phải đập tất cả block để chiến thắng thì ok. Chào màu mình thích đi nào. À, màu đỏ. Màu green. Cơ 3, 2, 1, thôi stop. Ok, chắc chưa rồi. Chọn màu đi. Ok, 3, 2, 1, bắt đầu. Ok, bắt đầu rồi nha các bạn. Bọn mình đã bắt đầu đua rồi. Thì nếu ai thua thì sẽ hát một bài hát do người đứng đầu chọn. À, tôi thích hát không mà. Chọn lạc trôi. Oh my god. Oh my god, té rồi. Ok, mình sẽ đặt block đi trước đây. Let me cap, bro. Anh đi kia nhỏ gặp con cá của bạn kìa. Ok. Nó sợ. Bộ dép thì đồ on stream rồi. Có cái đồ rồi. Mình nghe tiếng xe đánh rồi. Mình sẽ là người tới đích chứ và sẽ có người phải hát. No. Không có hát. Thay rồi chết đi ha. Trời đất. No. Nút vua không bây giờ trên được cả. Ok. Đó. Nút vua luôn là thằng chết trước. No. The fuck là nút vua. Tôi đâu có kêu có vua gì đâu. Vậy xin lỗi nha, tôi không phải nút vua, tôi là thằng mạo danh. No. Giết nó, nó sẽ bắt tên tội là phải hát. Ok, mình sẽ bỏ cái đó luôn. Oh no. No. Oh my god, oh my. Mình không chết. Tôi bị creeper nổ. Oh god. Tiger map chết, có đồ xích này, yeah. Tại vì mọi người cái này Dubai với tôi đi đến chỗ này nha, tại nó nổ tung phần này tôi nhảy qua được, ok. Tôi không quan tâm, nói chung là không chết, oh my god. Vậy tôi chiếc là chú luôn. Quan tâm làm gì, tôi chiếc là chú có quan tâm. Oh no, I don't care. Đấm quan steel. Ok, ok. Đây là có thêm block rồi. Quăng bất ngờ đi. Chết đi, nút kim. Ok, ta lên được đây rồi. Oh, hello. Ê, cái thằng chết rồi, thằng nào tới cuối là phải hát các bạn à. Từ từ, no. Trời đất, mình đang cảm giác như là mình sắp về cuối rồi. Quăng cái này đi. Em win rồi. No. No, nhiều cừu thì dễ thương quá. Hello cừu. Có chó này sức mạnh nhảy cao. Ô, nhảy cao, yes, nhảy cao. Ok, mình sẽ lấy cái gậy đây, Ok, mình không biết. Đập tiếp chó, nào. Ok, chó, nè, chó. Ai hấp chó. Chó tên của thằng kia, tên của thằng đúc cao tới đốm đấy. Đừng gọi tên chó. Ok, oh my okay, god, chưa là Bonnie. Ok, mình có Emerald rồi, mình sẽ đập hết luôn, mình sẽ không làm gì cả. Vì đây là cái... Rồi xong rồi. Ok, à đúng rồi. Oh my god, cái này là nó hơi là bị lắc mấy ông ơi. Oh my god. Chết rồi, chết rồi. Oh my god, mình hết 8 sức mạnh đó các bạn, ăn 8 sức mạnh vô. Oh lắc, lắc. Ok, relax nè. Đường còn dài lắm, không sao. Đường còn dài lắm, đường chúng ta còn dài lắm mấy ông ơi. Đường còn dài, lucky block còn nhiều lắm. Ôi trời đất mẹ. Wow. Cái gì vậy? Oh my god, the lag, cây lag. Chết mà chết cả lũ luôn vậy. Gì tôi chơi ô cả lết chết cả lũ á. Ờ mai quá tôi vừa giết một đứa gì ta. Tôi vừa ở đây. Nhưng thằng nào làm. Ok, mình có lắc, mình có Mander rồi, mình chưa chết. Uống giáp, yeah, nice. Chờ có còn không. Yeah, Tiger đến trước nha, tạm biệt mọi người. Ok. Tới đâu rồi. Đừng còn sai. Ôi trời, đùa tôi, giờ cái này nữa. Ok, mình nghĩ là mình sẽ chỉ cung xuống mình bắn thằng này. Ok, không sao. Ok. Này. Oh, good night. Good night. MLC. Thanh điên, có gian chối không nào? Không, gian chối đó. Giết tôi đi. Oh my god, cái gì vậy? Cái lag. Cái the lag luôn á mấy ông ơi. Đợt, tài gờ chó chết. Giết mày nhiều. Ok, ok, mình là oh my god. TNT. Oh. Có ai tin rồi chứ gì? Hình như chưa. Mình chưa chết. Oh my. Giờ làm sao tôi lên ra trời. Ồ đây nè, quên có block. Tại vì mọi người, no. Rồi sao mình quăng cái mắt Ender rồi. Ok, ai sẽ là người tới đích trước đây. Có mắt Ender hả? Vậy tốt rồi. Mình sẽ bao tới đây luôn rồi. Đó, mình nghĩ là mình cần nhìn cái nút. Oh my god, nhiều con ngựa quá, bắt nhiều ngựa. Hết đùa, đùa. Bắt nhiều ngựa luôn, ghê vãi, chắc. Bố hả? Chắc không phải tin nổi. Có thể tôi là nút nhưng tôi vẫn có thể biết nhờ chữ thề. Yeah. Tài gơ này, đồ bố hả? Ok, tới đích nào trước kia. Lát quá. Cái con ngựa.
Tôi thiệt á, con ngựa tự nhiên nó đẩy tôi ra ngoài. Anh đi ngu xin người. Ok, tôi cũng bị chết nè. No, no, con thằng kia. À chết rồi, dân... Ôi trời, em bé của Sắc Ven. Oh my god. My baby boy. Em bé của Sắc Ven hả? What the heck? Ok, lên đây nào. Team Green bắt chiến bắt thắng. Oh god. Đường sao oh bạn. Oh my god, the last. No. Nope. Có ai gọi thay gọi chơi gánh trên Hòa Bình chút đi. Hòa Bình sẽ bất là dễ. Ông có cái nút xó, ông có cái nút á. Ở ba cái nút. Chú có chỉnh độ khó trước đi. Làm gì được hơn. Độ khó hả? Ờ, chỉnh độ khó anh mình đi, sẽ chỉnh lại bình thường á. Ok. Ok, đỡ hơn rồi đó. Yeah, nice, oh my god. Ok, mình gần lên tới đỉnh núi rồi, mắt Ender ở đây. Vâng. Rồi, stop đi. Mình sẽ chó cung qua bắn vài đứa. Oh no, chó cung qua bắn, có thằng đang chó cung qua bắn vài đứa kìa, oh no. Bây giờ, mắt Ender đây có làm được gì không ta? Ok. Ôi trời đất ơi, nhiều thứ đường quá, xa. Oh my god. Đường xa quá các bạn à. Đường còn xa lắm. Ấy cái con mắt Ender kia làm gì vậy? Con mắt Ender kia kìa. Ai biết chú, nó đang làm gì thế? Sao tôi biết? Không biết. Đang lên, mình đang lên một cái đỉnh cao mới của Lucky Blue. Mình với. Đâu rồi? Mình không đâu. Tôi sẽ tận dụng mọi thứ về 1.10 để tôi đi nhanh hơn. Nope. Nope, Tiger không muốn bị cháy. Nope. Ôi đùa thôi. Không chết đâu. No. Tôi thật không thể tin được từ nãy giờ tôi chưa có bị crash luôn á. Yeah. Thật là hư cấu. Thật là hư cấu quá đi hả? Giết nó đi. Ừ. Giờ Tiger mà bố mày chết. Ok, tôi lên rồi. Ông thắng rồi hả? Chưa, tôi chưa thắng, tôi chỉ lên đi phần này thôi. Ông chưa thắng hả? Hơn quá, mình sẽ bắt lên. No. No. Hy vọng nó sẽ đến được nhanh, đường kia nó có vẻ gặp gỡ các bạn. Oh my god, the wit. À fuck you. À fuck you. Tôi sắp tới rồi, tôi sắp tới rồi. No, anh em, tôi sắp tới rồi. Chúng ta không được hát. Red to check my boy, ok, để em spam boy. Yes. Spam boy, ok, tôi sắp thắng vai lucky block của tôi. Ông không được dùng lời spam boy đó nha. No. Không, dạng là đi ở trên á, nó có spam boy á. Và tôi đã xong. Nhưng mà ôi nó còn đi xuống nữa, trời. Rồi sao? Đi lên còn đi xuống, đi lên cho đi xuống nữa. Oh my god. Trời ơi, đường xa quá. Đường còn xa lắm mấy ông ơi, không có dễ là không có dễ ăn đâu. What the heck? Giờ mình phải nhảy xuống đây ư? No. Ôi. Oh my god, tôi không tin là tôi còn sống á. Ok, mình chịu chết. Quần. Ok, tôi có cái quần. Yeah. Ủa, tôi đói rồi. Lucky cow hả? Má không phải chạy lên lại nữa, khổ quá. Oh my god, cái gì vậy? Ông chết rồi. Tôi không biết tôi bị gì nữa. Tôi bị delay, chờ chút. Ok. Cái này tôi bị delay nha, không phải là chiếc nha. No. Bây giờ mình phải lên lại nữa các bạn, thật là hư cấu. Đúng không, chó? Oh my god, kill the bunny. Cái thằng chó mình đặt nó tên là hả xí dưới và hử xí dưới đấy, giờ mình phải gọi nó là chó thôi. Ok, con kill the bunny đâu. Rồi sao rồi, gãy rồi. Mày chết rồi. Yeah, fuck you. Kill the bunny. Tôi thấy cái ly màu đỏ của ai mà trống trơn vậy? Tôi hả? Đó, tôi màu đỏ mà. Ông có màu đỏ hả? Yeah. À đây không phải. À đi màu xanh của tôi, ông quên. Nhầm. Ở nhà bị đi đây nữa, đùa thôi. Ok, không sao. Okay. No. Em cũng no. Đang bị delay nè. Ok, thầy delay đang nghiêm. Lát quá vậy. Đồ đừng quà. Đừng lo. Đừng lo, em sẽ giải thoát cho em. Oh my god, bóp, phải. Thằng này sẽ bóp, đúng rồi, sẽ bóp của mình. Chết đi bóp. Thoát kìa chó. Ok, mình nghĩ rằng mình sẽ là người tới đất trước. What? Tôi còn bận bỉu với con bóp thì chú lại đi ra chết trước. Con bằng ở đâu? Không, cái thằng đang im với thằng Vũ Minor đây. Nó nguy hiểm, thằng nút đó rất là nguy hiểm. Tới đó chưa em? Từ stop. Ok, có khỏi tay. Đùa tôi à, đi lên sao? Nope. Đi lên tự nhiên phải đi xuống nữa. Cái logic gì đây? Tôi không biết. Nhưng mà nó sẽ tới đích, nó sẽ dẫn ông tới đích. Nói chung là vậy. Rồi cái thằng kia phải hát rồi mọi người à.
Ủa thằng Hoàng nó đi trước tôi luôn kìa. Oh my god. Yeah. Spamboard is burn bright. Yeah, nice. Tiger, hãy giết cái thanh niên đó đi. Ok, tôi có cung này. Thanh niên ở đảo vàng ấy. Mất cái lừa á. Lẽ ta phải quăng vô sao? Ôi! Đùa! Ghê vãi. Ghê vãi, thanh niên hát kìa. Không có gì, không có gì, đừng có. Ui, tôi sắp tới luôn rồi. Tôi sắp tới luôn rồi. Thanh niên kia hát các bạn ra, thanh niên kia sẽ hát chứ. Ok, có lên nào. Có full độ luôn, kim cương luôn nè, ghê chưa? Ok. I'm rushing. Mình nghĩ là tôi cần quăng vô các bạn và mình biết là thanh niên sắp hát phải làm gì là ai rồi. Ba. Xong. Yeah, tôi ăn hai. Tôi thua rồi. No, chưa, rồi. Anh chưa tới, còn em với anh thôi. Tiger. Ôi, Tiger còn lâu nữa. Ôi, coi chừng. Còn là ông hơi bị xa. Ok, lắc không sao. Lắc quá vậy. Thằng này là đi bố vậy. Tiger, build đi. Build đi. Ông ra chỗ khác. Tôi không muốn. Vũ Minor. Ra chỗ khác đi, đừng đi theo anh. Ra. No. Đi, Tiger, hãy đi. Tôi tin tưởng ông. Ok. Mình có táo. Tải dao. Táo dài. Hãy xem tôi là Tiger, tôi gần nguyên bộ kim cương của Hero. Yeah, I'm a pro. Đố lên Tiger, chú sắp xong rồi, chú có thể sẽ không bị hát. Okay. Đi. Tạm biệt thanh niên. No. Oh my god, Tiger. No. Tiger, coi chừng. Ôm sao, thanh niên còn sống. Thanh niên còn sống, ghê nhờ. No. Thì có táo siêu sức mạnh mà. Ôi, còn cái vlog nó đâu rồi? Quay. Nó mất rồi, nó mất đi khi mà build cái này rồi, nhìn lên. Ok. Còn thanh niên sắp hát rồi, anh em ơi. Yeah. No. Cố lên, okay. Tiger, cố lên. Nó ho rồi, lên. Oh my god. Cái kiếm hợp. Đừng nhìn lại, cứ đi. Oh my god. Bấm cái cần gạt. Ok, ê, mau cứ ra để tôi chơi cho. Ok, đi. Oh my god. Bye, Tiger. Xuống Tiger sắp thắng rồi mấy bạn ơi. Anh ấy đã hồi sinh. Giờ anh ấy sẽ làm gì đây? King Nook sắp được hàng 3 rồi. King Nook được hàng 3. Yes bitch. Trời sao? Cho tôi tới bơ lên đi. Mà anh đừng bỏ tôi. Ủa vậy? Rồi đi. Đi gì vậy? Chơi giúp tôi. Anh điên gì mà đứng những quẳng độc đi. Tiger bấm cái nút. Thêm nhiều. Tiger đã thắng, mọi thứ đã chấm dứt, không còn gì ý nghĩa nữa. Yeah, thanh niên kia cho bị hát đi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ trở lại sau khi thanh niên này hát. Bye. Ok các bạn, và chúng ta đã đến với sân khấu và thanh niên này đã bị phạt hát. Oh yes. Tôi muốn hát đâu. Cái chịu nhận hình phạt đi. Ok, và đây là dàn DJ của tụi mình, bọn nó sẽ chơi DJ luôn nha. DJ. Rồi, Vũ, giờ là thời gian quyết định thanh niên sẽ chọn bài gì. Vũ sẽ chọn bài các bạn, chọn bài đi. Chúng ta sẽ chờ quyết định của đánh Vũ. Đánh ra, không biết đâu, lạc rồi. Rồi, ok. Rồi, anh Điên biết nhạc lợi gì không? Cần mang nguyên cái điện thoại bên mình không? Ok, nhớ đây, không? Trên nhạc luôn. Rồi, ok. Thế nên là do alo bật. Thôi khỏi, đụng bản quyền giờ, ok. Bản quyền, nó chung hát lợi thôi. Hát đi. Rồi, đi say, về chỗ chúng ta. Vậy em biết hát bài nào? Lạc trôi. Rồi, im lặng để nó hát lạc trôi. Vậy ông bà anh đi. Thôi lạc trôi. Ba. Ba. Mẹ đi nói. Một. Đồ. Hát. Nghẹo. Từ nào, hãy xem này. Đây là biết nhạc từ. Biết nhạc mà. Tiêu. Hát cái lời. Tiêu nói mù dần nói. Lần xứng có phong phần được ai xa rồi. Nên cơ mình ta muốn hơn. Chúng ta xây dựng mưa buồn. Yo. Đi sầu bi. Chuyện giờ nói có nhân từ giá biệt ly.
bằng mãi thế là trong ta một mình tương phụ. Hát tới đầu rá luôn nha. Ồ, yeah. Làm gió bay. Yeah, gió bay với bay mà, gió bay. Yeah, yeah, yeah. Trong hô âm bầm hào gầy. Hào gầy với bầm hào mập, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Lòng ta xin những cá ghi trong tim, tình lòng mê say mặn theo gió. Muốn lên đôi môi cay, mừng khương người ta là đôi giữa đời. Ta là đôi giữa đời. Ôi ơi, 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 ơi. Ok, tới đó thôi. Và cảm ơn các bạn đã xem video Lucky Vlog Race phiên bản lạc cho của bốn anh út này. Và cảm ơn thanh niên BB God đã cover bài lạc cho cho chúng ta ngày hôm nay. Và nếu mấy bạn thấy hay thì hãy like và subscribe ủng hộ channel của mình và mấy ba thanh niên út này. Và đừng có đánh tôi nữa. Và tất cả gì hơn, chúc các bạn một ngày tốt lành. Bye.